Sau vụ làm nổ kho bom thành Tuy Hạ của lực lượng đặc công, chính quyền Nguyễn Văn Thiệu giáo giết tìm cách phục thù bằng mọi giá. Trung đoàn đặc công đường sắt tiếp nhận chỉ thị của cấp trên là phải cho bốc cháy kho xăng Nhà Bè để làm dịu cái đầu nóng của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Quý vị thân mến, trong lịch sử chiến tranh Việt Nam, việc phá hủy cơ sở vật chất, khí tài của địch vốn là mục tiêu của lực lượng đặc công. Và việc cho nổ kho xăng Nhà Bè là một trong những trường hợp điển hình. Trong phi vụ này, ta đã cử 8 chiến sĩ đặc công tinh nhuệ nhất đi làm nhiệm vụ. Trước khi đi, đoàn 10 rừng xác đã làm lễ truy điệu sống cho các chiến sĩ cảm tử quân. 8 chiến sĩ cảm tử quân cũng đã giao ước với nhau. Người nào về được, nhắn lời thăm anh em ở nhà và bà con rừng xác. Tám đặc công rừng xác chấp nhận truy điệu sống trước phi vụ đốt cháy kho xăng Nhà Bè của Việt Nam Cộng Hòa và cái kết bất ngờ. Kho xăng dầu Nhà Bè là một hệ thống kho hoàn chỉnh nằm cạnh sông Nhà Bè. Khi xưa là nơi để hàng của ba hãng nhiên liệu nổi tiếng Cantech, Shell và Esso. Trong đó Shell là kho lớn nhất, rộng 14 hecta, có 72 bồn xăng. Lúc bấy giờ, kho được ví như cái dạ dày nhiên liệu, cung cấp hơn một nửa lượng xăng, dầu cho các hoạt động dân sự và quân đội của Mỹ và chính quyền Nguyễn Văn Thiệu. Những năm 1970, giữa lúc chiến tranh ác liệt, theo chỉ thị của Bộ Chỉ huy miền, kho xăng dầu Nhà Bè trở thành mục tiêu số 1 của đặc công rừng xác, đốt phá bằng được kho xăng dầu này. Do tầm quan trọng của xăng dầu nên kho Shell được bảo vệ một cách đặc biệt, bao gồm 12 lớp bao bọc hàng rào song sắt, hàng rào trẻ 3 thả dây thép gai bùng nhùng, cao 3,5m, rồi thì chó nghiệp vụ, ngỗng, mìn, pháo sáng, hệ thống đèn pha, tháp canh, v.v. Do vậy, suốt 7 tháng thử thách, mục tiêu lớn này vẫn là bài toán khó giải. Phải đến cuối năm 1973, đặc công của ta mới đánh được trận này. Được canh phòng cực kỳ cẩn mận. Kho xăng Shell của Nhà Bè cách Sài Gòn 10 km về phía đông nam. Kho được xây dựng trên địa hình trống trải, bốn mặt đều là sông rạch và sình lầy. Vốn từ một thương cảng, kho xăng Nhà Bè được Mỹ biến thành quân cảng, tiếp nhận nguyên liệu xăng dầu, phục vụ cho cuộc chiến với hệ thống bố trí hoàn chỉnh của ba hãng xăng dầu lớn. Trong một tháng, đội 21 đặc công cảm tử đã nhiều lần đột nhập trinh sát, phát hiện là rất khó vượt qua được những hàng rào song sắt bao bọc và hệ thống phòng thủ liên hoàn này. Địch bố trí lực lượng bảo vệ, trực tiếp cả dưới nước trên không. Trên bộ có tiểu đoàn ngụy 835, dưới nước có giang đoàn xung phong số 30 với 11 tàu tuần tiễu và tiến công. Trên không có máy bay trinh sát L-19 và 4 chiếc trực thăng. Bên cạnh còn có lực lượng thuộc Bộ Tổng Tham mưu Ngụy và Quân đoàn 3 sẵn sàng ứng cứu. Phía nam của cảng và kho xăng dầu Nhà Bè còn có đặc khu rừng xác với lực lượng rất mạnh. Để bảo đảm chắc thắng, có hiệu suất cao trong chiến đấu, tổ trinh sát do đồng chí Hà Quang Vóc phụ trách đã 14 lần bơi qua lòng sông rộng, có mực nước sâu, luôn lách ở nhiều hướng. Các anh đã vượt qua nhiều tuyến phòng thủ, khắc phục tất cả các loại vật cản, đột nhập vào kho xăng Nhà Bè để nghiên cứu, tìm hiểu cách bố phòng và quy luật đi lại hoạt động của địch. Sau nhiều ngày được giao thực hiện thật kỹ cho công tác chuẩn bị, nhiệm vụ đánh kho xăng Nhà Bè được giao cho nhóm đặc công cảm tử đội 5, gồm 8 đồng chí do đồng chí Hà Quang Vóc làm tổ trưởng, đồng chí Nguyễn Công Bao làm tổ phó, cùng các anh Trần Ngọc Sĩ, Nguyễn Hồng Thế, Phạm Văn Tiềm, Đỗ Hải Quân, Nguyễn Văn Dực, Hoàng Hữu Hinh. Các chiến sĩ đã làm lễ tuyên thệ truy điệu sống vào ngày 30 tháng 11 năm 1973 dưới cờ trong căn cứ Rạch Lá Ông Kèo trước khi vào trận đánh kho xăng Nhà Bè. Quyết đốt phá bằng được kho xăng Nhà Bè. Để tránh phải đối đầu với 12 lớp hàng rào dây thép và hàng chục toán lính canh, các chiến sĩ đặc công rừng xác đã mưu trí tận dụng con sông Xoài Rạp ngay bên bờ kho xăng. Các chiến sĩ của ta đã thả mình trôi theo dòng sông để tiếp cận mục tiêu khó nhằn này. Theo đó, vào một đêm tối trời khi thủy triều từ cửa biển Vũng Tàu theo sông Lòng Tàu chảy xiết vào Nhà Bè, 8 chiến sĩ đặc công rừng xác đã liên kết nhau bằng một sợi dây, thả mình bập bềnh trên mặt nước, trôi từ từ hướng về kho Shell. Lúc này, dòng sông phẳng lặng, trăng sáng vàng vặc, các chiến sĩ phải ngậm phễu,
phễu được làm từ vòi cao su ngậm vào miệng để thở. Bơi ngửa, chờ địch bất cẩn sẽ tiến sát đánh vào kho xăng. Cuối cùng sau 3 giờ ngâm mình dưới nước, họ đã tìm được một lối nhỏ chỉ đủ một người chui lọt. Đây là lối đi được lính Mỹ lén mở để trốn gác ra ngoài. Với kỹ thuật điều luyện, họ dễ dàng vượt qua các chướng ngại vật phía ngoài. Sau khoảng nửa tiếng dò xét trước hàng rào chống đạn B-41 của kho, các chiến sĩ đặc công cảm nhận có dấu hiệu bị lộ khi thấy một toán lính hô hoán và tiến đến. Nhưng một lúc sau, tốp lính đi khỏi, các chiến sĩ ta mới biết đó là hô giả. Sau đó họ tiếp tục cắt rào để xâm nhập vào khu kho và toàn tổ đã vượt qua được một bãi đất trống rộng khoảng 200m². Khi tiếp cận được hàng rào cao 1,5m thì họ bị một luồng sáng quét ngang mặt. Liên đó có hai tốp lính tiến đến và sự xuất hiện của hai tốp lính đã làm cho hai tổ đặc công phải tìm cách tránh rồi chia làm hai. Một người lính trong tốp đi đến chỗ anh tổ trưởng nằm, các chiến sĩ khác chuẩn bị ra tay, nhưng rồi tốp lính lại quay trở ra và đi tuần tra tiếp. Cuối cùng thì trận địa của kho xăng nhà bè được liệt vào dạng kiên cố nhất, nhưng đã bị các chiến sĩ đặc công của ta đột nhập và tiêu diệt. Khoảng 0 giờ 35 phút, toàn bộ các khối mìn được kích nổ, biến kho xăng nhà bè thành một biển lửa sáng rực bầu trời Sài Gòn. Những vụ nổ gián tiếp trong kho xăng đã làm hàng triệu lít nhiên liệu bốc cháy, gây ra phản ứng dây chuyền không thể khống chế được. Địch hoảng hốt báo động, trên trời máy bay C-47 thả pháo sáng, trực thăng dọi đèn pha, phản lực quân đảo liên tục, tiếng gầm rú xé toang màn đêm Sài Gòn. Dưới sông, tàu chiến lủng sục quân đảo. Trên bờ, các trận địa pháo của địch ở đặc khu rừng xác bắn chặn các ngả đường về phía sông nhà bè. Để cứu hỏa, Trung tướng Ngụy Quyền Sài Gòn Phạm Quốc Thuần, Tư lệnh Quân khu 3 và Quân đoàn 3 đã phải trực tiếp chỉ huy để cứu chữa. Lúc này dù trong đêm đen nhưng chúng đã vội vã điều thêm lực lượng cứu hỏa từ Sài Gòn về, kể cả máy bay yểm trợ. Tuy thế dù huy động tối đa, song cũng không thể dập tắt được biển lửa ngày càng bốc cao và lan rộng cả lòng sông Sài Gòn. Khi cả 8 chiến sĩ đặc công vừa thoát ra đến giữa sông thì bị phát hiện. Mọi người nhanh chóng tháo dây liên kết với nhau để mỗi người tỏa đi một hướng. Tại kho xăng lúc này, những tiếng nổ lục bục liên tục phát ra, kèm theo đó là từng cột khói, cột lửa bốc lên thành những vừng hồng, sáng bừng cả một bầu trời. Khói đen của đám cháy kho xăng phủ kín trời Sài Gòn. Trận đánh đã diễn ra vô cùng căng thẳng ác liệt giữa 8 chiến sĩ cảm tử với bọn địch. Lực lượng rất lớn của địch bao gồm bộ binh, nhiều tàu chiến, máy bay trực thăng quân đảo trên sông Long Tàu. Có 6 chiến sĩ ta lọt được ra ngoài. Đồng chí Bao và Tiềm đã bị lọt vào trong vòng vây của 7 chiếc tàu tuần tiễu của địch. Địch bủa vây, bắn xối xả, ném cơ man nào là lựu đạn xuống sông. Bị sức ép kinh khủng dưới nước, hai anh trồi lên đã bị chúng trao lưới kéo lên tàu. Hai anh còn tiếp tục chiến đấu tiêu diệt thêm nhiều tên nữa. Biết không thể thoát được nhưng kiên quyết không để địch bắt sống. Khi địch lại gần, hai chiến sĩ đã rút lựu đạn, quyết tử khiến hàng chục tên thương vong. Những chiến sĩ rút ra ngoài đã trực tiếp quan sát được bối cảnh hy sinh anh dũng của hai anh trên sông. Sau trận đánh, đơn vị đã nhiều lần bí mật tìm kiếm nhưng vẫn không thể tìm được thi hài của chiến sĩ Bao và Tiềm. Hai liệt sĩ được tuyên dương, hành động anh hùng, được tặng thưởng huân chương chiến công hạng nhất. Thiệt hại nặng nhất thuộc về hãng Shell với các bồn sáng cháy liên tục trong suốt 12 ngày đêm. Chính quyền Nguyễn Văn Thiệu cùng lực lượng quân sự Mỹ đã tập trung tất cả các loại phương tiện chữa cháy, kể cả dùng máy bay giải chất độc hóa học, nhưng cũng không dập tắt nổi. Các hãng khác như là Cantech, Esso, do lo sợ lửa lan tới sẽ thiêu rụi toàn bộ cơ sở vật chất của mình, nên đã phải mở van, xả xăng dầu, đổ thẳng ra sông để tránh thảm kịch. Tổng thiệt hại các tập đoàn dầu khí Mỹ phải hứng chịu sau trận đánh táo bạo của đặc công rừng xác đã lên tới hơn 20 triệu đô Mỹ. Sự kiện đã gây rúng động trên các phương tiện thông tin đại chúng cả trong lẫn ngoài nước. Lực lượng đặc công rừng xác từ đây cũng được cả thế giới biết đến như một trong những lực lượng chiến đấu đặc biệt tinh nhuệ nhất thế giới. Thời điểm đó, hãng thông tấn Reuters đã phải thốt lên: những chiến sĩ Việt Cộng này tinh khôn đến lạ lùng. Họ đã đánh vỡ dạ dày của quân đội Sài Gòn. Họ đã đốt sạch 200 triệu lít xăng trong 12 bồn chứa lớn bằng ngọn lửa rừng rực cháy suốt 12 ngày đêm. Ngay sau khi sự kiện xảy ra, tờ báo Độc Lập đăng: rạng sáng mùng 3 tháng 12 năm 73, kho xăng nhà bè bị pháo kích 49 quả đạn. Các hãng thông tấn phương Tây khác đưa tin: kho Shell hoàn toàn bị thiêu hủy,
cháy 35 triệu gallon xăng, dầu, tương đương 250 triệu lít, 12 bồn, một tàu dầu Hà Lan 12.000 tấn, một cơ sở lọc dầu, một cơ sở trộn nhớt, một khu chứa lương thực, tổng cộng thiệt hại khoảng 20 triệu đô Mỹ. Trận đánh kho xăng dầu Nhà Bè làm nức lòng nhân dân cả nước và gây chấn động thế giới. Trận đánh đã làm cho chính quyền Sài Gòn bị thiếu hụt trầm trọng về xăng dầu và điên đầu bởi không rõ Việt Cộng đã đánh bằng cách nào, ở đâu. Họ cho rằng đây là trận đánh do nội tuyến kết hợp với đặc công Việt Cộng thực hiện. Sau đó Nguyễn Văn Thiệu buộc phải ra lệnh ngừng cuộc hành quân, lên kiến Đức, hủy bỏ kế hoạch đánh phá vào vùng giải phóng. Trận đánh kho xăng dầu Nhà Bè, từ lúc điều nghiên đến lúc đánh 3 năm, vừa vào tổng kho xăng, vừa ra 3 lần, bản vẽ chi tiết 43 điểm cần cho nổ một lúc. Đêm mùng 3 tháng 12 năm 73, cả 43 điểm trong tổng kho xăng dầu Nhà Bè cùng cháy. Chiến công đánh kho xăng Nhà Bè vang dội cả nước, dư luận thế giới hết lời ca ngợi. Hiện những bức ảnh chụp riêng hai anh và đội cảm tử tuyên thệ trong rừng xác hồi đó được báo chí các hãng thông tấn đăng tải một thời còn được lưu giữ tại phòng truyền thống đoàn 10 rừng xác. Lực lượng đặc công rừng xác với trang bị vũ khí ở mức tối thiểu, nhưng với chiến thuật và lối đánh tài tình vẫn có thể luồn sâu đánh hiểm vào các căn cứ được bảo vệ bậc nhất miền Nam Việt Nam khi đó, tạo nên tiếng vang trên toàn thế giới. Sau ngày giải phóng miền Nam, ta khai thác tài liệu trong trụ sở Bộ Quốc phòng của chính quyền Sài Gòn, thấy hồ sơ vụ cháy kho xăng dầu Nhà Bè chất đầy 4 tủ sắt. Địch không thể tìm ra được cách đánh của ta nên chỉ kết luận một cách mơ hồ. Đây là trận đánh do nội tuyến kết hợp với đặc công thực hiện. Đại tá anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lê Bá Ước, nguyên đoàn trưởng đoàn 10 đặc công rừng xác kể: 26 năm sau là vào khoảng năm 1999, người dân đi mò cua bắt ốc thì phát hiện dấu vết đoạn xương trồi lên qua sóng nước cạnh hàng rào kho xăng Nhà Bè ngày xưa. Anh chị em đoàn 10 đặc công rừng xác bốc hài cốt hai đồng chí Nguyễn Công Bao và Phạm Văn Tiềm về an táng với nguyên vẹn chiếc mũ đặc công, sợi dây mang ống thở. Ngày 25 tháng 4 năm 2013, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký quyết định truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho liệt sĩ Nguyễn Công Bao và liệt sĩ Phạm Văn Tiềm. Quý vị thân mến, trong những năm tháng chống Mỹ cứu nước, có một đội quân tuy không hùng hậu, không có vũ khí, khí tài tối tân, nhưng đã lặng thầm chiến đấu, thoát ẩn thoát hiện, xuất quỷ nhập thần, giáng nhiều đòn chí mạng vào những cơ quan đầu não của địch và bọn tay sai. Cho đến tận bây giờ, đội quân ấy với tên gọi đặc công rừng xác sẽ mãi là niềm tự hào và mến thương của nhân dân Việt Nam.